Hi, xin chào tất cả bạn Pioneer của Bi Nước Ngọt nha. Thì hôm nay Thành mới vừa đặt một cái gọi là cái lò vi sóng, gọi là lò nướng nha các bạn. Thì cái lò này là 12 lít thì chắc khoảng có 4 người ăn trở lại thì được nha. Đây nè, Thành mới đặt về 50 vi thôi nha. Nó có một cái dĩ nướng nha các bạn, một cái dĩ nướng về một cái đồ hứng ở bên dưới đó. Đây Thành mới vừa khui hồng lê đây nha. Thì sau đây Thành sẽ test thử cho các bạn xem nha. Đây nha, giờ Thành đang tiến hành là nướng thịt nha. Thì cái này mấy cái nút trên này nó để cho vui thôi. Mình tính nhiệt độ đây nè, ví dụ lên 100 độ. Thì rồi mình có thể tăng lên 150, 200 độ. Đó. Thì Thành đang tiến hành nướng thịt nè. Cái lò này chỉ được 4 người ăn thì vừa thôi nha các bạn. Chứ nó không to lắm nha. Sau khi mà Thành hồi nãy giờ Thành nghiên cứu tiếng tàu nó hơi khó, ví dụ nó nằm 100 độ đây thì nó đủ 100 độ, thì cái thanh sắt ở trong đây nó sẽ hết đỏ, khi nó giảm nhiệt độ thì nó sẽ tăng, tự động nó tăng lên lại đó. Còn khi mình tăng lên 150 nó mới kêu cái cạch. Đây này, giờ Thành tăng lên 150 nè đó, thì bắt đầu cái thanh trong kia nó sẽ đỏ nha. Đó, các bạn thấy nó đỏ lên không? Đây, nhiệt độ nó tăng lên 150 á. Nãy Thành nướng bánh mì ăn rất là ok, giờ Thành đang test nướng thịt nha. Thì sau khi một thời gian thì thịt cũng đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ tiến hành lấy thịt ra nha, rồi mình test thử nha, tắt đi. Rồi, rút điện trên kia luôn. Đây đây, điều thịt nó không có vàng nha các bạn, cái kia nó nhỏ xuống nó cháy á. Thịt nó không vàng, thịt nướng lò thì nó phải nó hơi vàng sơ thôi nha. Ngon á, lò ok nha các bạn, nói chung lò đi nướng bánh rất là ok luôn. Thì Thành đi kiếm bánh mì sandwich không có, Thành mua cái bánh này cũng dạng là bánh mì sandwich nha các bạn. Thì mình nướng ăn vẫn được nha. Thì Thành bỏ vào đây, Thành test thử cái máy, Thành nướng thử nha. Đây, đưa vào đây Thành test, Thành nướng thử chắc khoảng 15 phút hay 10 phút gì là ok nha. Rồi bây giờ Thành sẽ tăng lên nè. Cái đây là nó cứ cái cạc là khởi động ban đầu nha, đưa lên 100 nè, đưa lên 100 đi. Rồi nha. Bây giờ Thành sẽ tăng nhiệt độ lên 150 nha. Đây, nó sẽ đỏ cái thành gì lên, nó sẽ rất là màu giòn nha các bạn. Đó, nó đỏ là khoảng sau 5 phút thì bánh mì cũng đã chín rồi nha. Bây giờ Thành sẽ tắt cái này, rồi rút điện nha. Đây, mình sẽ lấy về. Cái này rất là nóng nha các bạn, phải dùng kịp nha, đưa riêng nha. Đây, bánh mì nó cháy như thế này, ném ném như thế này nha các bạn, rất là nóng nha. Ok nha các bạn, cho Thành một like nha và một đăng ký kênh nha, tuyệt vời với 50 bi. Thì sau đây Thành sẽ tiến hành nướng ghè thử nha các bạn. Thành đầu tư một con ghè để Thành nướng nha. Đây, giờ Thành sẽ tiến hành Thành nướng con ghè này, thử coi thử cái thịt ghè nó ra sao nha các bạn, coi nó chín ngon không nha. Đây, Thành bỏ vào, rồi. Đây, miếng ghè rất là ngon nha các bạn. Bấm mờ lên nữa. Rồi, vô vậy. Rồi, giờ chỉ có đậy nắp lại. Tăng năng lượng lên. Là ok nha các bạn. Tăng lên 150 luôn, cho màu. Rồi.
Sau khi một thời gian thì ghe cũng đã chín rồi nha các bạn. Đây giờ Thành sẽ tiến hành Thành đưa rê Thành test coi thử nha. Đây. Đưa lấy kịp kịp rê. Thơm nha. Nó không có vàng lắm nha các bạn, vừa vàng thôi. Cho Thành một like, một đăng ký kênh nha các bạn.